Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mà Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một siêu phẩm máy in tem nhãn có xuất xứ 100% từ Nhật Bản. Thì có một chiếc máy này có model đó là Rin 1012 PLM cộng. Thì Rin đây là một nhãn hiệu của thương hiệu Autonic Nhật Bản. Thì Autonic đây là một thương hiệu rất nổi tiếng trên thế giới, là chuyên về mạng tự động hóa. Thì Rin đây là một nhãn hiệu mà hãng Autonic muốn làm về cái những chiếc máy in mã vật in tem nhãn như thế này nha mọi người. Đây. Thì vì sao mà em giới thiệu đây là một siêu phẩm trong những cái dòng máy in công nghiệp? Thì như các bạn có thể thấy là nhìn hình dáng bên ngoài, thì ban đầu nếu mà như trong suy nghĩ của mình nhắc tới những cái thiết bị in công nghiệp thì mình sẽ nghĩ đến là nó rất là to, rất là đồ sộ. Nhưng các bạn có thể thấy là đây là một chiếc máy có thể là thiết kế rất là gọn. Thì những cái kỹ sư của Nhật Bản đã thiết kế chiếc máy này, đây, rất là tỉ mỉ và nhỏ gọn nha mọi người. Đó, mọi người có thể thấy đây là một điểm rất nổi bật của máy không? Nhìn từ bên ngoài là mình đã có ấn tượng về sự nhỏ gọn rồi, nhưng không mình nhìn nhỏ gọn nhưng nó đạt tất cả những cái tiêu chuẩn về công nghiệp đối với dòng máy in tem nhãn nha mọi người. Thì này, mọi người có thể xem đây, mọi người có thể xem là cấu trúc và thiết kế của nó rất là tốt, nó nhỏ nhưng mọi cái phía bên ngoài của nó là được làm bằng kim loại. Đây, được làm bằng kim loại thì các kỹ sư Nhật là sử dụng hầu như là các thành phần trên máy được làm bằng kim loại. Mục đích của việc này là có thể là bảo quản máy tốt hơn. Ví dụ như mình ở trong những cái môi trường công nghiệp bụi bẩn hoặc là nóng lên thì mình có thể là giữ được cho cái vận hành của máy được tốt hơn. Men hoặc là đầu in hoặc là những cái thiết bị bên trong là ví dụ như rơi rớt hoặc là gì đó thì nó sẽ đảm bảo ok hơn là một số dòng máy in công nghiệp khác. Nếu như mọi người có sử dụng qua những dòng máy in mạ vật thì mọi người có thể thấy là hầu như những cái thiết bị khác là đa số là mình có thể là làm bằng nhựa hoặc là làm bằng những vật thể khác, chứ ít các dòng máy mà sử dụng hầu như là bằng kim loại để bao bọc máy như thế này. Mình có thể thấy là hình dáng kích thước nó rất là đẹp và cũng như là rất là tiện nhỏ tiết kiệm cái không gian diện tích để của mình. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đi sâu hơn về bên trong của chiếc máy để giới thiệu cho mọi người xem. Thì bây giờ mọi người hãy cùng em đi khám phá về cấu tạo của chiếc máy xuất xứ 100% từ Nhật Bản này ha. Thì đầu tiên ở bên ngoài thì mình có thể thấy là đây nó có cái màn hình LCD, màn hình LED để mình có thể là hiển thị được là những cái trạng thái là sẵn sàng hoạt động hoặc là power hoặc là lỗi, một số cái để mình có thể biết để mình chỉnh sửa máy. Bên đây là có thêm cái dàn nút nhấn menu, nút nhấn ha, để mình có thể là điều chỉnh cái trạng thái của giấy, khổ giấy hoặc là những cái thông số cần thiết để mình có thể quá trình vận hành tốt hơn. Tiếp theo mọi người, phía bên này đây là cái khổ đầu in của máy. Thì đầu in của máy thì theo tiêu chuẩn thông dùng là đó là 4 in thì tương đương với 104 mm, khổ đó là khổ tối đa ha. Thì mình có thể là in bất kỳ khổ giấy nào trong cái khổ này. Rồi phía mọi người có thể thấy phía bên hông máy thì người ta cũng rất là kỹ càng để dán thêm một cái menu để hướng dẫn mình cách lắp đặt giấy mực cho đúng chính xác, nếu mà quên thì mình có thể nhìn vào đây và có thể là sử dụng lắp. Rồi tiếp theo phía đó thì em sẽ mở ra mọi người xem cấu tạo bên trong. Thì đây em đã lắp được, đã lắp giấy mực sẵn đây, mọi người có thể thấy rồi, hầu như là cái chất liệu của máy là được làm bằng kim loại ha. Đây là cùng nguyên cùng đầu in của máy ha. Máy có độ phân giải là 300 dpi nên độ sắc nét của máy sẽ in ra thì rất là tốt. Thì lát nữa sẽ in ra để cho mọi người có thể nhìn trực quan hơn, nó dễ nhận xét hơn. Đây, em sẽ tháo mực ra luôn ha. Rồi tiếp theo phía bên cái trục không, đây là hai trục, đây là trục thu và đây là trục mực, đây là trục thu. Mình có thể chữa được cuộn mực lên tới là 300 m thì để quá trình in có thể lâu hơn. Còn cuộn giấy, đây cái hộp giấy mọi người có thể thấy là rất nhỏ gọn, mà nhưng giấy của mình có thể cái máy rất là nhỏ gọn, đa số cái diện tích là để giấy, để mục đích là mình để tiết kiệm thời gian thay giấy, tại vì lúc mà in công nghiệp sẽ in nhiều, mình không có tốn thời gian thay giấy mực, thì cuộn giấy có thể để được 100 đến 150 m giấy nha mọi người. Đó, mọi người có thể thấy không? Đây là cái khung mình đấy. Còn về cái men xử lý phía bên trong thì mình có thể thấy rất là nhỏ, tại vì bên Nhật Bản, các kỹ sư Nhật Bản đã thiết kế và làm gọn cái những cái bộ phận bên trong máy để có thể là nó sẽ nhỏ gọn nhất có thể, để mình có được những cái diện tích là thông thoáng hơn trong cái quá trình sử dụng máy. Còn phía sau thì cổng giao tiếp của nó thì có hai cổng giao tiếp, một đó là cổng USB và thứ hai đó là cổng RS232, thì mình có thể là tùy biến tùy chỉnh. Mình có thể là tùy chọn lựa để phục vụ cho cái nhu cầu sử dụng của mình. Nó
cần loại nào thì mình sử dụng loại đó, nó sẽ tiện lợi hơn. Mọi người có thể xem qua dòng máy này. Đây là chiếc máy Win4012TLM cộng, xuất xứ 100% từ Nhật Bản. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đến thử để cho mọi người xem trực quan hơn, để rõ hơn về cái độ sắc nét cũng như là cái khả năng in của chiếc máy siêu phẩm đến từ Nhật Bản này nha mọi người. Để tiến hành in nào. Đây, mọi người có thể thấy là xem máy. Đây, máy in ra đây nha mọi người. Tốc độ in cũng tương đối là nhanh nha. Đây, mọi người thấy là những cái sai chữ rất là nhỏ này. Đây, vẫn in là rất là rõ này. Đây, thế giới mà vật nha. Rồi những barcode lớn, barcode nhỏ 1D hay là 2D hay là bất kỳ cái barcode nào thì máy cũng có thể in ra. Thì em sẽ tiến hành in nhiều hơn cho mọi người có thể thấy cái tốc độ in nó. Em in 20 con đi ha. Để cho mọi người có thể thấy là cái tốc độ in của máy nó như thế nào. Đây. Em mình xem máy có thể chạy tương đối ổn định không. Tốc độ in cũng tương đối nha. Thấy là cái độ sắc nét của máy cũng như là in tương đối không. Thì đây là em đang sử dụng in trên chất liệu là PVC nha mọi người. Thì em thử xé nó sẽ không rất này. Đây là chất liệu PVC này. Mực này mực tốt thì trả không ra này. Ví dụ mình có thể sử dụng nhiều cái loại khác nhau ha. Ngoài ra thì máy có thể là in được trên nhiều chất liệu khác nhau. Em ví dụ như là trên chất liệu đó là rubber. Đây chất liệu nhận vải ha. Đây là cái đã em đã in từ trước ha. Để đây mọi người có thể xem đây. Đó, đây là chất liệu rubber á. Ngoài ra thì có thể là in thêm tên chất liệu là xi bạc để in thì nên mọi người có thể thấy là những nét chữ rất là nhỏ, logo này. Mình có thể in máy in cũng rất là rõ nét ha. Hoặc là trên những cái chất liệu ví dụ như là trên những cái tem nhãn trang sức thì những cái dòng máy này cũng có thể đáp ứng và có thể in được để mình dán những cái con tem này lên nhẫn hoặc là kim cương hoặc là trang sức của mình thì ứng dụng trong những cái lĩnh vực về bên đây, mình dán con tem lên những cái món hàng của mình, quét mã vạch và tính tiền. Hoặc là trên những cái đề can thường thì mình cũng có thể in, thì đây là những cái đề can mà gọi là đơn giản nhất rồi thì máy cũng có thể in rất là rõ ha, sắc nét những cái ba vật nhỏ và cũng như là những cái dòng chữ sai chữ rất là nhỏ. Đây là đến từ 4 hoặc 5 thôi, những cái sai chữ này đó mình có thể là xé hoặc bỏ rất là dễ dàng đối với những cái kích thước như thế này. Thêm cái em muốn giới thiệu nữa là ngoài ra máy có thể option thêm dao cắt, nghĩa là mình có thể in ra những cái đối với những cái tem nhận vải này mình in ra tới đâu nó sẽ cắt tới đó, nó sẽ cắt thì để xem cái nguyên lý hoạt động cũng như là kỹ hơn về những cái chất liệu in xi bạc hoặc là dao cắt thì mọi người có thể xem những video tiếp theo của trong chuỗi series về chiếc máy in Win4012 có xuất xứ 100% từ Nhật Bản này đến từ công ty em nha. Vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về khả năng in ấn sắc nét cũng như là cấu tạo rất là chắc chắn và thiết kế là nhỏ gọn tinh xảo này của chiếc máy có model đó là Win4012TLM+ đến từ thương hiệu Autonic Nhật Bản này. Thì khi mọi người mua những chiếc máy in bảo vật của Thế giới bảo vật thì công ty Thế giới bảo vật cam kết đó là những dòng máy có xuất xứ rõ ràng, COCQ đầy đủ. Thì đối với dòng Win này thì công ty Thế giới bảo vật đang là đơn vị phân phối duy nhất và độc quyền tại Việt Nam. Thì ở bên em có bằng chứng nhận của hãng Autonic ha mọi người, về những cái sản phẩm về thiết bị Autonic đang phân phối, mặc là thiết bị mặc là của hãng Autonic đang phân phối tại thị trường Việt Nam, bên em đang là độc quyền cũng như là nhà phân phối chính thức của hãng. Thì ngoài ra thì khi các bạn làm việc với công ty Thế giới bảo vật thì sẽ được hưởng tất cả các chế độ bảo hành của hãng cũng như là mình hưởng tất cả chế độ đầy đủ nên mọi người yên tâm. Và đi kèm với đó thì bên em cũng là hỗ trợ là nếu mà như máy có phát sinh lỗi do nhà nghiệp vật thì bên em sẽ một đổi một máy mới trong vòng 3 ngày ha, đổi một 100% máy mới cho mọi người luôn ha. Nếu đó là lỗi phát sinh từ kỹ thuật từ hãng thì bên em sẽ tiến hành đổi mới cho mọi người. Đi kèm với đó thì bên em sẽ tiến hành hỗ trợ demo cũng như là lúc mà đi triển khai lắp đặt, hướng dẫn triển khai lắp đặt và đặc biệt đó là có tặng kèm một phần mềm thiết kế tem nhãn cơ bản cho mọi người sử dụng để mình có thể kết hợp với máy để in. Đi kèm với đó thì trong quá trình sử dụng nếu có vấn đề về lỗi kỹ thuật hoặc là cần hỗ trợ thêm về cách vận hành máy thì phòng kỹ thuật Thế giới bảo vật cũng sẵn sàng hỗ trợ tất cả mọi người để có thể là tiến hành hoạt động về cái
công suất in của mình có thể là tốt hơn. Nếu bạn đang quan tâm về thiết bị này hoặc là cần tư vấn thêm, biết thêm chi tiết về những cái sản phẩm máy in mặt vật thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Mặt Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegioimatvat.com để được tư vấn và hỗ trợ thêm. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Mặt Vật để xem những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.